chào tất cả các bạn nha. Bữa nay mấy anh em mình đi là đánh cà cuốc nha cả nhà. Nó anh em gửi mình đây anh Tâm, còn đây anh em Chịp. Mình thì đi ở giữa bờ, hai em mình nó ruộng nó lùa. Này mưa quá mưa cả nhà. Còn đang mưa nè. Chắc ướt cái điện thoại mình luôn quá. Có dính không? Rồi lỡ ngang được không? Lỡ ngang luôn cả nhà, dính rồi nè. Rồi bạn. Nhẹp quần luôn. Trời ơi mưa nè. Ướt điện thoại luôn. Hả? À, trời. Đây một con nha cả nhà. À bánh nó dính không Tâm? Trời mình che lại bớt quá trời mưa rồi. Đặng hai con nữa kìa. Là ba con hả? Ừ. Con đặng thôi dính nào không biết. Ba con nha cả nhà. Mưa quá mưa. Mưa quá mưa. Con nhẹp điện thoại luôn, đang lấy tay anh che lại luôn nè. Chơi mà. Con này cũng mập à. Ừ. À, chịu con nữa nó dính dắt mới văng. Mới văng lại dính rồi nha cả nhà. Đây, còn mới văng đây. Đó. Rồi, đi lại gỡ con kia thôi. Quá mưa rồi, lấy tay che điện thoại lên. Con này là con cò. Em cò lửa. Rồi như là ba con rồi chứ ba. Không biết tay bên ta muốn cái gì. Có dính đất, đụng đất ảnh rồi có dính không? Dạ, bữa nay bên này văng mấy tay rồi? Ba tay. Bữa nay văng ba tay nha cả nhà. Con đúng là con cao quá. Là hai con cà cuốc, con cò đỏ hả? Vô cái túi đó luôn. Ăn gỡ ngược lại kìa. Nó thủng lưới, rách lưới rồi gì. Cắn mạnh quá đó. Mình gỡ trong này nó mau hơn thủng kia. Anh gỡ kia ra đường này lâu. Quá trời mưa nhạt đi thôi. Lỡ rồi. Lỡ leo lưng cọp rồi. Làm ngày này cũng vất vả lắm nha cả nhà. Phải trời nắng im quá trời. Trời mưa hơi vất vả một chút. Hai con, hai cà cuốc, con cò đỏ. Thôi bển mấy con. Bển mấy con hả? Bển một con cả nhà. Dì gỡ luôn đi Tâm ơi. Dì gỡ luôn đi. Ờ khỏi qua. Con nào phải nhiều qua quay. Con đó anh em mình nó gỡ luôn nha cả nhà. Mình không qua bấm máy nha. Bấm máy ba con này. Rồi để mình vô rồi bắt máy lên thổi mình đủ nữa nè. Kia kìa ổng túc đi. Mở máy túc đi Tâm. Lâu với Chịp. Tại có tiếng nữa là nhầm khi mấy con kia nó về. Quá à. Mưa quá mưa. Lớn bụt. Rồi sửa sửa ta lưới lại chứ. Rồi để mình coi ra đây có con nào không. Mình tắt máy nha cả nhà. Quá trời mưa rồi. Hãy
Rồi, không thấy dính rồi. Thôi, mình bấm máy tạm dừng đây nha, nào có dính nữa mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Quá trời mưa, mình lấy cái máy, lấy cái túi chống nước mình đẩy lại, có gì nó hơi mờ cả nhà thông cảm nha. Đây mình có một tay. Trời ơi nó lúng. Các bạn ơi, thấy không? Quá khứ. Con gì vậy? Con giạc. Trời ơi nó dính. Con giạc các bạn ơi. À, thằng ơi nó bự. Vì mà vô lưới nổi luôn, trời ơi nó bự kìa. Quá trời con này rồi. Mắt nó đỏ lồm thấy ghê vậy. Quá trời bự anh em ơi. Con giạc nha cả nhà. Tại ơi con giạc này bị cục giò nữa. Con giạc cục giò. Ngộ anh em. Con cù lắng luôn nè cả nhà. Con giạc cục giò. Mập. Ê có một giò sao nó bay ta? Cái này chắc nó bị bẫy hay gì ha. Này chắc nó bẫy cục giò nè. Bẫy đụng cái giò nè. nó mập quá kìa. Nó tiếc mập lắm nè bự anh em ơi. Dạ mổ. Trời mổ. Dạ. Trời ơi gãy cánh luôn. Ôi vô quặng nằm dưới luôn hả? Quá khứ. Sửa lại cái chị bay quá. Thôi bự anh em ơi. Hết biết con giạc có bự nghe cả nhà. Con này chắc trên nửa ký hả? Trên, con này tự giá 7-800. 7-800 gram ha. Có cờ mà, con này có cờ nữa ha. Đó. Trời ơi, nó có mộng, có cờ gì luôn kìa. Rồi sửa lại. Bự hết biết hả? Đó. Mình bẫy rồi vô chừng chục con vậy là sống khỏe nha cả nhà. Hên lâu lâu mới dính con nha. Hồi chút xíu nữa mình sẽ cho nó lên hình nền. Về nhà là tới nhà đi mình sẽ cho lên hình nền cả nhà. Nãy tay bên kia đựng con cà cuốc, cái tay của mình thì hai con với con cò. Vừa nãy văng dính con nữa. Đi hồi đi vô có thể dính nữa. Rồi, đang thổi chấm. Đây là ông một giờ gửi nha các bạn. Một giờ gửi. Chứ. Rồi thôi. Dạ. Hết lưới không? À. Rồi thôi anh em mình vô tiếp tục đi thổi nữa nha cả nhà. Hết lưới mà mập trời. Nhắn lại nó bay chụp luôn. Bạn ơi. Nhảy chứ luôn, lên nhảy luôn rồi nè. Nắm 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 đuôi nó dãy xích đậu á. À nè. Bấm rồi, lên cầm lên luôn. Trời. Bay lặn như luôn. Bay theo gắn chụp luôn. Dính nghe nè. Lại đi chứ. Cầm đầu nó cầm một em đi lấy. Cắn không? Chạy 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 chạy. Cái thú bắt gắn rồi. Con gắn mẹ lột con ơi, bởi vì nó đâu thấy. Nó không thấy đường. Nó đâu có lộ, nó nhét nước chứ nó thôi động như vậy nhảy cậu. Chị máu nè. Trời gì. Ai ai cũng nói đi chồng quá. Rồi. Thôi mình bấm tạm dựng đây nha. Nãy đang chụp mình không bấm máy lên tính nó vẫn chơi không ai ngờ đâu chụp dính. Bó tay chứ. Để bữa nữa mình rảnh rảnh mình sẽ làm một cái clip thằng Liêm nữa. Chơi giống như anh được vậy đó. Sẽ có cái cây giật như sát thủ bóng đêm giống anh được. Ai nhảy không dính không ha. Rồi đang lùi vô các bạn ơi. Được con các bạn ơi. Đừng con. Thôi. Con một rồi. Tính không dính không hả? Con này ăn tơi ha. Chấm. Chấm. Đừng con nha mấy bạn. Bên bển có không Tâm? Bên đây đừng con. Đây đừng con nữa bạn, cái gắn lãi nữa nè. Con gắn lãi này mình đóng con như phim Hồng Kông vậy đó các bạn. Tính không dính không à? Ừ. Mày ngồi đâu nằm sát với mấy ruộng không thấy. Một con nó nghe mấy bạn. Dạ.
ơi, em mình bỏ vô lòng nha. Trong đây mấy con này, mấy cà cuốc rồi. Trong đây mình cũng được 4 cà cuốc. Con cò, 4 cà cuốc, 2 cò. 2 cò. Với con giọt. Con giọt. Đây 2 con nữa. À, cho anh em mình cầm con cò với con giọt nữa. Con gì? Ừ, vô em ơi. Rồi. Là đỡ rồi anh em ơi. Chiều nữa mình vô tới trống mình tới nhà mình cắm cấp cho cả nhà xem nha. Rồi cái thằng luôn. Buốt mẹ đây luôn đi, vô trống làm gì nữa. Vô luôn đó. Cái máy nó chụp này nó mà cắm hả? Để trống sáng cho cả nhà thấy đi. Đi thăm bẫy chim gặp một con vật thể lạ nè mấy bạn ơi. Mấy bạn biết con này con gì kéo từ từ cho mấy bạn anh em biết ha, chứ mấy anh em không biết con này con gì. Xin gọi đừng có nghe nó. Ừ đúng rồi vậy đó đó, không gì thế đó đó. Thấy mấy bạn. Có đủ mà nó còn chơi chứ thầy mấy. Chém sáng luôn chém. Gì liệu kỳ vậy? Đây. Rồi đừng nhảy luôn của mình mấy thôi nha. Trời ơi con này con gì mấy bạn? Gì đây mấy bạn ơi? Gì nè, mấy bạn ơi nó thở nè. Mấy bạn ơi. Đừng gọi nghe nó đúng rồi gì đó đề đó nè. À, mình nghi con này con gì mấy bạn biết không? Để anh cho nó tấm hình luôn nha. Con này con gì mấy bạn? Sao chụp được ta? Cái máy này sao không có đường chụp rồi? Để tắt cái mới chụp được. Rồi thôi, xin chào tất cả các bạn nha. Mình mấy nay mình về tới nhà. Rồi chút xíu mình về bánh. Con này là cái gì là tổng thất công hay gì nữa. Trời ơi, trời nó ghê quá à. Không biết con này cũng gì mới cho tầm vừa. Quay lại cái mặt. Đó, cái miệng kìa, cái miệng kìa. Anh đừng quay đèn ngay mặt á. Ờ, đó, gì đó, hay không? Rồi, đó, ghê quá. Để anh chụp tấm hình nữa các bạn ơi. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Cả nhà nha các bạn. Còn gói bữa nay được nhiều mấy bạn ơi. Bữa nay được nhiều nữa các bạn ơi. Chưa, mình còn thọng thêm ghé con nữa. Con này nãy mới ní coi á, là mình đóng viên Hồng Kông á. Rồi, này con gái này anh em mình nó bay chụp nè. Này được 4 con cà cuốc, 2 con cò đỏ với 1 con giạc. Có một con giạc này mà nó giạc thể lạ nha. Mình bắt ra cho mấy bạn coi, bắt con giạc ra coi nó lạ cỡ nào nha. Bắt ra chịch. Bắt con giạc. Đó. Rồi đẩy mất lên. Nó hung lắm nha các bạn. Ừ, mổ nãy nó mổ tập. Đó, rồi đây bắt cái gì lạ không? Nè mấy bạn thấy không? Cục giò cống chịu chơi. Đưa có một cái bạn thấy gì không? Đó. Đó. Tôi coi cái chớp là dữ dằn chớp không? Một giò chớ chẳng chớp là cũng như là hai cần cầm phành hai cánh nó ra nè chị. Có chớp mà cục giò hả? Ờ đó, nó thấy nó cò không mấy bạn? Đó. Nè. Rồi xin chào tất cả các bạn cái clip này nha. Chúc cả nhà xem video. Ây da má ơi. Đăng ký như nút like, nút chia sẻ ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.